khi Jurgen Klopp bị làm khó bởi các đồng tiền từ Saudi Arabia. Dù đang trong tiến trình cải tổ toàn bộ hệ thống tiền vệ, nhưng Jurgen Klopp chưa từng nghĩ đến việc phải thay thế Henderson và Fabinho. Đây là các trụ cột vẫn còn ở độ tuổi đỉnh cao, xem như nền móng để xây dựng khu trung tâm mới. Nhưng khốn thay, Klopp đang rơi vào tình trạng bất khả kháng khi những lời chào mới từ giải Saudi Pro có thể làm đảo lộn mọi thứ. Tôi không biết đã có điều gì được quyết định hay không nên chẳng có thể nói gì vào lúc này cả. Nhà cầm quân người Đức thở dài cho biết sau trận giao hữu trước mùa giải đầu tiên của Liverpool với Karlsruhe hôm giữa tuần. Cuối cùng, tất cả những quyết định về chuyện đi hay ở của cầu thủ đều do tôi đưa ra. Và bởi vì tôi rất tôn trọng các cầu thủ nên thường thì tôi phải chấp thuận. Chỉ có điều, những gì trước đó thì lại chẳng thuộc về quyền hạn của tôi. Alexis Mac Allister đến, rồi sau đó là Szoboszlai. Liverpool chẳng giấu giếm khu vực chính của công cuộc tái cấu trúc sức mạnh, một cách thừa nhận cho thất bại của mùa giải trước đến từ đâu. Nếu Mac Allister mang đến hương vị của một nhà vô địch World Cup và sự quen thuộc ở giải ngoại hạng Anh thì Szoboszlai chính là hình mẫu ưa thích của Klopp. Szoboszlai có thể không phù hợp với các tiền vệ trung tâm mà Liverpool đã liên hệ vào mùa hè này như Khéphren Thuram và Manu Kone, nhưng sự linh hoạt trong lối chơi của tiền vệ Hungary giúp cho lối đá pressing với khối đội hình dâng cao của Klopp có thêm năng lượng sáng tạo. Người ta có thể mong đợi Liverpool chơi đội hình 3-2-2-3 khi cầm bóng ở mùa giải tới. Với Mac Allister kết hợp với Szoboszlai như một bộ đôi trung tâm và giải quyết các tình huống bóng hai, nhưng đó chỉ mới là lý thuyết. Klopp vẫn ưa thích sơ đồ 4-3-3, điều đó buộc ông phải cố gắng giữ lại các vị trí đã từng đá quen với sơ đồ này như Henderson và Fabinho. Vậy mà nếu không có sự thay đổi bất ngờ, thì Henderson sẽ đoàn tụ với huyền thoại Steven Gerrard tại Anne Etifort và Fabinho sẽ cùng với Karim Benzema, Ngolo Kante và Jota tại Anne Etihad trong vài ngày tới. Liverpool có thể bỏ túi ít nhất 52 triệu bảng qua việc bán các tiền vệ này. Henderson được cho là nhận một hợp đồng 2 năm với tùy chọn năm thứ 3 với mức lương 700.000 bảng mỗi tuần. Cầu thủ 33 tuổi còn 2 năm trong hợp đồng với mức lương 200.000 bảng mỗi tuần ở Liverpool. Vấn đề là Henderson khó lòng được đá chính trong mùa tới. Việc ra đi của Henderson không chỉ làm khó cho Klopp mà Liverpool cũng đánh mất một trong những biểu tượng của mình. Tiền vệ này đã giành 7 danh hiệu trong 8 năm với tư cách là đội trưởng của Liverpool. Anh xứng đáng có một cái kết đẹp đẽ hơn cho sự nghiệp 12 năm lừng lẫy tại Anfield. Việc Henderson ra đi cũng khiến cho việc ra đi của Fabinho hay Naby Keita và Alex Oxlade-Chamberlain trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nói cách khác, một cuộc chảy máu của truyền thống ít nhiều cũng làm tổn thương niềm kiêu hãnh của sân Anfield. Về lý thuyết, với Mac Allister và Szoboszlai là hai sự bổ sung vừa trẻ nhưng giàu kinh nghiệm, đủ bù đắp cho sự ra đi của Jimina, Keita và Oxlade-Chamberlain. Thậm chí Liverpool có kế hoạch đưa về tiền vệ thứ ba với cái tên giò méo Lavia của Southampton nhằm đá dự bị cho Fabinho. Vậy mà giờ tiền vệ Brazil sang Saudi Arabia thì Liverpool phải tìm thêm những lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn so với cầu thủ 19 tuổi Lavia. Nói cách khác, việc mất Fabinho và Henderson không nằm trong kế hoạch, nhất là ở lúc mà mọi thứ có vẻ tốt đẹp. Chưa hết, Luis Díaz và Thiago Alcantara cũng được quan tâm từ khu vực vùng vịnh. Fabinho đã đá chính 31 trận ở Premier League mùa trước, Henderson ra sân 35 trên 38 trận ở Premier League bao gồm 23 trận ngay từ đầu. Họ có thể chậm, già hoặc xuống phong độ nhưng vẫn là những người quan trọng với triết lý của Klopp. Tuy vậy, theo tờ Guardian, thì đây cũng chỉ là hậu quả của việc trì hoãn quá lâu công cuộc cải Liverpool dưới thời Klopp. Họ đợi cho đến khi mọi thứ tan tành như mùa rồi mới chịu thay đổi. Chỉ có điều họ không lường được cú vung tiền của Saudi Pro League khiến huấn luyện viên Klopp phải đối mặt với việc mất đội trưởng và đội phó Milner trong cùng một mùa hè, ảnh hưởng đáng kể đến tiêu chuẩn trong phòng thay đồ. Yếu tố gia đình tại Anfield chắc chắn sẽ tổn hại.